Xin chào mừng quý vị quay trở lại với Tiếp Ca. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn về một chủ đề đang rất nóng hiện nay, đó chính là đăng kiểm. Nhiều quý vị khi mà đăng kiểm bây giờ gặp rất nhiều khó khăn. Nhưng mà khi đi đăng kiểm, chúng ta phải chờ rất là lâu. Có khi đến lượt mình thì lại bị đuổi về vì một số những cái lỗi gì đó. Mà những cái lỗi đôi khi lại là những cái lỗi rất đáng tiếc, những lỗi rất ngớ ngẩn. Vậy thì đó là những cái lỗi gì mà chúng ta có thể bị chưa đăng kiểm? Thì ngày hôm nay chúng ta cùng trao đổi với anh Nguyễn Văn Hà là phụ trách sưởng dịch vụ HZ Auto. Và ở đây chúng tôi đang đứng là sưởng dịch vụ HZ Auto cơ sở 2. Trước tiên, xin được cảm ơn anh Hà đã nhận lời tham gia chương trình cùng với khán giả Tiếp Ca. Vâng, chào anh. Vâng, xin chào khán giả Tiếp Ca. Thế vậy thì trong quá trình làm việc, anh ghi nhận thấy là những cái lỗi gì được coi là nghiêm trọng nhất và thường xuyên bị đánh trượt đăng kiểm nhất ạ? Trong quá trình mà cái thời gian vừa qua thì chúng tôi đã xử lý cái đăng kiểm rất là nhiều. Phần lớn các cái lỗi đăng kiểm mà bên đăng kiểm viên người ta đánh trượt ấy là những lỗi như liên quan đến phanh này, liên quan đến đèn này, liên quan đến khí xả này và liên quan đến hệ thống lái thì người ta sẽ đánh trượt. Bây giờ tôi xin được phép được hỏi chi tiết hơn về hệ thống phanh. Anh vừa liệt kê phanh là cái trang bị an toàn hàng đầu bị đánh trượt đúng không anh? Vậy thì liên quan đến phanh có những nguyên nhân gì và chúng ta nên xử lý thế nào để không bị trượt đăng kiểm ạ? Liên quan đến phanh thì nó có hai phanh. Thứ nhất là phanh chân và cái hai là phanh đỗ, nghĩa là mình hay gọi là phanh tay đấy. Thì cái vấn đề là nó sẽ trượt ở trong cái trường hợp nào? Nó sẽ có mấy cái trường hợp mà trượt đây. Chúng ta có thể thấy đây là một cái phanh tăng chống của một con xe Terios này. Thì cái vấn đề chính của đây là kỹ thuật viên chúng tôi đang kiểm tra là thứ nhất là xi lanh phanh là ok, không vấn đề gì. Chiều dày của phanh cũng là ok. Nó chỉ là một cái là rất là đơn giản thôi, là vấn đề là bụi bẩn nó có thể nó bám vào bề mặt của phanh, làm cho cái phanh trên cái đĩa phanh nó trên tăng chống nó sẽ trượt trên nhau và nó làm sai lệch giữa hai bên. Đấy là những cái rất bình thường. Còn những cái mà phức tạp ví dụ như là nó hỏng xi lanh hoặc là nó gọi là cúp ben nó chảy dầu thì đấy là trượt bình thường thôi. Nhưng mà đây đang nói cái là vấn đề là mọi cái bình thường nhưng mà xe vẫn trượt, đăng kiểm là bình thường. Còn cái hai nữa là độ sai lệch giữa hai bánh. Ví dụ độ sai lệch giữa hai bánh của cái phanh này thì nó sẽ không được vượt quá là 25%. Nếu mà nó vượt quá 25% giữa các bánh ấy, thì lúc đấy là sẽ bị trượt đăng kiểm. Và ngay kể cả phanh tay cũng thế. Đây là một cái phanh chân kết hợp cả phanh tay luôn. Là phanh tay thì thường là hay là trượt là như nào? Ví dụ như là độ sai lệch giữa hai bên là không đồng đều. Và kèm theo đó là nó liên quan đến lực phanh nữa. Ví dụ lực phanh của cái xe này nó thấp hơn 16% thì là cái đăng kiểm nó cũng sẽ bị trượt. Như vậy là với những chiếc xe mà phanh phía sau, phanh chính và phanh dừng độc lập nhau thì chúng ta sẽ phải tháo và vệ sinh độc lập. Đúng rồi. Cả hai loại đúng không anh? Vâng, đúng rồi. Vậy thì với những chiếc xe cũ hơn, ví dụ như là sau nhiều năm sử dụng, sau rất nhiều năm. Thì phanh còn có thể có những vấn đề gì nữa anh? Những cái xe mà cũ hơn thì thực ra thì hệ thống phanh còn rất nhiều cái vấn đề, ví dụ như là về phanh chân thì nó có thể là nó bị hỏng cúp men. Cái thứ hai nữa là nó có thể là bị rỗ xi lanh phanh. Cái thứ ba là có thể bị mòn má phanh. Đấy, và cái thứ tư nữa là nó có thể hết cả cốt của cái tăng bua luôn. Ngoài phanh ra thì ở phần treo và gầm có những vấn đề gì khiến cho xe trượt đăng kiểm không anh? Vâng, có chứ. Ngoài phanh ra thì những cái hệ thống treo này nó liên quan đến là những cái đặc biệt an toàn, ví dụ như hệ thống lái. Hệ thống lái thì liên quan đến các rotin. Ví dụ các rotin mà nó bị dơ lỏng, trên máy người ta sẽ kiểm tra đập vào đây và lắc được độ dơ. Khi mà có độ dơ ở hệ thống treo thì là cái vấn đề trượt đăng kiểm là người ta cũng sẽ yêu cầu phải làm để cho đảm bảo cái tính an toàn của xe. Một chiếc xe mà sau nhiều năm sử dụng luôn luôn có cái độ dơ nhất định. Vậy thì mình có một cái quy chuẩn gì hoặc là cái giới hạn nào để độ dơ thì là được, độ dơ thì là không được không anh? Nói chung là cơ bản là ở bên đăng kiểm của mình là đang dùng là gần như là mắt thường. Có thể là người ta dùng búa để người ta gõ để nghe cái tiếng kêu và nó bị dơ lỏng. Cái thứ hai người ta có thể là dùng một cái máy để đẩy ra trượt ngang, trượt đi, trượt lại để nhìn cái độ dơ của hệ thống rotin. Đấy, hoặc là kích gầm lên lắc đi bằng tay. Thế vậy thì bánh sau mà bị dơ lỏng thì sao anh? Bánh sau nó liên quan đến, giả sử nó dơ lỏng thì nó sẽ liên quan đến mấy cái. Thứ nhất là bimeer, nó có thể bị kém, nó hỏng là nó cũng có thể là gây ra dơ lỏng. Ý tôi hỏi là bánh sau mà bị dơ lỏng thì có bị trượt đăng kiểm không? Có chứ ạ. Nói chung tất cả những cái gì mà kỹ thuật viên đăng kiểm mà phát hiện ra
một cái vấn đề gì đấy mà dơ lỏng và trong quá trình mà đi chạy với tốc độ rất cao và gây ra tai nạn thì những cái đấy là những cái mà đăng kiểm sẽ không chấp nhận. Vâng, và vấn đề số 2 vâng. cũng liên quan đến an toàn và chắc hẳn là rất nhiều quý vị quan tâm. Vâng. Đó chính là đèn. Chính xác. Vậy thì quy trình kiểm tra đèn như thế nào để biết là đèn của mình đạt và không đạt anh? Trước khi để nói về quy trình đạt hay không đạt thì là tôi gửi chia sẻ qua cái là cái vấn đề là tại sao nó lại không đạt. Thì khi mà trong cái quá trình mà làm những cái xe mà bị trượt đăng kiểm ấy thì chúng tôi thấy ra có những cái nguyên nhân là như thế này và có thể trượt đăng kiểm. Thứ nhất là có thể là cường độ ánh sáng. Cái thứ hai nữa là đèn cao quá. Cái thứ ba đèn thấp quá. Cái thứ tư nữa là chùm sáng không chuẩn. Cái thứ năm nữa là có thể là bị lệch trái hoặc lệch phải. Còn cái câu chuyện là đèn độ thì chắc chắn là trượt là chuyện là bình thường rồi. Đây, quy trình để kiểm tra đèn thì trước nhất là chúng tôi có một cái tấm chắn này, xong anh em sẽ tiến sát lên. Cái thứ nhất là khi mà sát này lên là mục đích chính là của mình là sẽ tìm ra một cái điểm sáng nhất là cái tim đèn. Bước thứ hai là mình sẽ phải lùi cái xe ra khoảng 4 đến 5 mét. Khi mà lùi ra cái này thì là mình sẽ biết là cái vấn đề chính là cái luồng ánh sáng của nó đang như nào. Ví dụ như là theo tiêu chuẩn Việt Nam thì là không được phép lệch trái. Được giao cắt giữa cái đường sáng đây và đường tối đây thì nó phải hất vé vào bên này. Ở đây là cái tim đèn nó đang ở đây và nó lệch sang bên này thì mình có thể là phải chỉnh vào bên trong. Và cái thứ hai nữa, giả sử như là cái luồng ánh sáng này nó lại nằm trên này thì mình phải chỉnh xuống dưới. Vâng, cái đèn này thì cơ bản là nhìn qua như này thì cái vấn đề chính của nó là cái đèn này nó đang bị lệch phải. Cái lệch này nó được phép, nó chỉ được phép lệch trong khoảng là 2% thôi. Nhưng mà cái này nó đang lệch bên này tương đối là nhiều. Thì bây giờ mình muốn đạt đăng kiểm mình phải chỉnh nó vào bên lái. Và cái tâm đèn này anh ấy nhìn thấy nó lại vượt quá cái tâm của cái này rồi. Mà nguyên tắc của nó khi mà ra quá cái tầm 5 phút ấy thì nó phải là xuống dưới này, nó khoảng xuống tầm 5 phân dưới này thì nó mới đạt, chứ còn nó đang ở trên này là nó lại đang vượt quá. Và kèm theo nữa là cái vấn đề là rất nhiều các xe là hay trượt đăng kiểm nữa là mọi người có thể thấy cái luồng ánh sáng giữa sáng này và tối này nó chạy theo một đường thẳng này xong nó vách lên đây. Mọi người có thể thấy không? Chạy này xong vách lên đây đúng không ạ? Thì nguyên tắc của Việt Nam thì bao giờ cũng phải vách vào bên phải. Còn con này thì như này là ok. Đây, mọi người có thể thấy nó vách lên đây và mọi người có thể thấy là đây và vách lên đây. Vâng, và một trong những cái vấn đề mà chúng ta cũng thường xuyên phải chú ý trong quá trình sử dụng xe vâng. mà cũng phải làm định kỳ đó chính là độ trụ bánh xe. Vâng. Vậy thì độ trụ bánh xe nó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả đăng kiểm anh? Trong quá trình mà chúng tôi xử lý đăng kiểm thì là cái trượt ngang. Thì trượt ngang nó liên quan đến độ trụ của bánh xe. Thì thứ nhất là anh em nó đang thao tác là khóa lại cái vô lăng để cho nó thẳng hàng. Cái thứ hai nữa là sẽ kích bánh lên để cho xe lên vào cái tấm bàn xoay kia. Và anh em sẽ kích lên và nó sẽ đo cái khoảng cách giữa tâm tim bánh trước và tim bánh sau. Thì nó sẽ ra được cái độ trụ của xe. Và nếu mà nó bị sai lệch thì mình sẽ chỉnh bằng cách mà đưa cho cái trụm lái nó về tiêu chuẩn. Cái tiêu chuẩn của nó là nó không được vượt quá 5mm. Vấn đề tiếp theo đó chính là khí xả. Vâng. Đây cũng là một trong vấn đề vô cùng quan trọng. Vậy thì với kinh nghiệm của anh, vâng. Một chiếc xe mà bị trượt đăng kiểm vì vấn đề khí xả thì nguyên nhân có thể từ đâu anh? Thực ra thì là cái nguyên nhân mà trượt khí xả thì các cái xe mà máy dầu thì nó sẽ bị nhiều hơn. Còn máy xăng thì là vẫn bị. Ví dụ như là các vấn đề như là bỏ máy chẳng hạn, khi mà bỏ máy mà bỏ lửa chẳng hạn thì là xăng ở bên trong là không đốt hết thì nó sẽ là đẩy ra cửa xả. Khi mà đẩy ra cửa xả đấy thì là đầu người nó sẽ nhận biết được con này là cái lượng khí xả dầu xăng nó còn đang rất nhiều, thì lúc đấy là nó có thể là trượt. Và cái thứ hai nữa là có thể những cái như là bít tắc của lọc gió chẳng hạn, vì khi mà lọc gió bít tắc ấy, thì là vấn đề là thiếu gió thì gây ra là thừa xăng, và thừa xăng là cũng là nguyên nhân là sẽ là trượt đăng kiểm đấy. Còn những cái xe mà máy dầu thì nó còn liên quan đến gọi là các cái là bầu catalyst rồi những cái là đốt khí xả, cho đến lọc nhiên liệu, cho đến rất nhiều thứ liên quan đến hệ thống động cơ đấy. Còn khi mà mình mà xử lý hết cái nguội đen, khói đen thì lúc đấy thì nó mới đạt được cái tiêu chuẩn của khí xả. Ví dụ như kim phun thì sau một thời gian là nó có thể là bị mòn, nó gây ra đái,
nó gây ra gọi là phun không tơi nhiên liệu, và nó cũng gây ra là cái vấn đề là đốt cháy không nhiên liệu ở trong buồng đốt, nó không hoàn toàn, là nó cũng gây ra là có thể là trượt. Cái thứ hai nữa là những cái cảm biến liên quan đến cảm biến về đầu ra, là đặc biệt là như là cảm biến oxy, là khi mà cái mà cảm biến nó không chuẩn và nó cái cảm nhận của nó không đúng thì nó sẽ đưa thông tin về sai lệch cho hộp đen ECU điều khiển ra sai lệch, thì nó cũng là một cách để mà gây ra là không đạt được đăng kiểm. Vâng, chúng ta vừa mới đi rất nhiều những cái hệ thống an toàn và rất quan trọng trên xe. Và nhưng mà trên xe còn có hàng chục, hàng trăm chi tiết khác. Vậy thì chúng ta có thể tự kiểm tra như nào anh? Thực ra thì là trên xe thì nó có những cái phân loại mức độ là không quan trọng này, quan trọng và nguy hiểm. Thì những cái mà liên quan đến nguy hiểm thì bắt buộc là khi mà gây ra hư hỏng hoặc là hư hỏng nó có thì bắt buộc là phải xử lý. Còn những cái mà liên quan đến những chi tiết không quan trọng, ví dụ như là một số các vận hành của kính xe ô tô, của cần gạt nước, gạt mưa, cho đến một số các cái gioăng cao su, cho đến màu sơn của xe, cho đến những móp méo, mọt rỉ của xe. Đấy, thì những cái đấy là những cái chi tiết mà bên đăng kiểm người ta sẽ khuyến cáo mình là nên là sửa chữa sớm. Một lần nữa cảm ơn anh đã chia sẻ rất chi tiết với khán giả của Tiếp Ca. Cảm ơn anh rất nhiều. Như vậy là chúng ta vừa mới cùng nhau trao đổi về đề tài những vấn đề có thể ảnh hưởng đến kết quả đăng kiểm của xe ô tô, và có những vấn đề khiến cho chúng ta bị trượt đăng kiểm một cách rất là uổng phí. Và với tất cả những chia sẻ của chuyên gia thì chúng ta có thể thấy là có rất nhiều vấn đề mà chúng ta cần phải sự hỗ trợ của một xưởng dịch vụ, nhưng cũng có rất nhiều vấn đề chúng ta có thể tự kiểm tra được. Và quan điểm của chúng tôi là cho dù nhờ đến sự hỗ trợ của chuyên gia hoặc là tự mình kiểm tra thì vấn đề mấu chốt cuối cùng đó chính là an toàn xe. Khi mà xe của chúng ta an toàn hơn thì cũng có nghĩa là an toàn cho chính bản thân mình, cho gia đình mình và an toàn cho những người tham gia giao thông. Và dĩ nhiên, tất cả những chia sẻ trên đây là ý kiến của chúng tôi. Còn ý kiến của quý vị thì sao? Quý vị đánh giá sao về chương trình ngày hôm nay, về đề tài này? Và có bao nhiêu quý vị tự mình mang xe đi kiểm tra trước khi đi đăng kiểm? Chúng ta cùng nhau chia sẻ bằng cách bình luận bên dưới. Xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và ủng hộ Tiếp Ca.